Thưa quý vị, cuộc chiến chống phá rừng của châu Âu vừa có thêm bước tiến mới. Nhờ việc ban hành một đạo luật cấm các công ty bán vào thị trường chung châu Âu những sản phẩm nông nghiệp như cà phê, cao su, đậu nành, gỗ, thịt bò, dầu cọ có liên quan đến nạn phá rừng trên toàn cầu. Nếu không tuân thủ những quy tắc yêu cầu chứng minh nguồn gốc các sản phẩm này, các công ty sẽ đối mặt với mức phạt tương đương 4% doanh thu tại một nước thành viên của Liên minh. Theo dự luật mới, các sản phẩm nằm trong danh sách bị cấm gồm dầu cọ, gia súc, đậu nành, cà phê, cà cao, gỗ và cao su được xác định là những yếu tố thúc đẩy nạn phá rừng nếu có xuất xứ từ vùng đất rừng bị tàn phá sau tháng 12 năm 2020. Sản xuất bất hợp pháp đã thúc đẩy nạn phá rừng lớn ở các quốc gia như Brazil, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Mexico và Guatemala luật sẽ yêu cầu các công ty đưa ra tuyên bố thẩm định chứng minh chuỗi cung ứng của họ không góp phần vào việc phá rừng trước khi bán hàng hóa vào eu và phải chứng minh được thông tin địa lý chính xác về vùng đất xuất xứ của sản phẩm